Hôm nay Linh Sola sẽ làm một video đọc hộp về một mẫu đèn mới của bên mình. Thì đèn mẫu mới này nó có tên là đèn treo năng lượng đĩa bay. Thì lý do tại sao mà mình đặt tên cho nó là đèn đĩa bay thì chúng ta cùng đọc hộp để biết lý do nha. Đầu tiên là mình có một cái remote, một bộ office này. Thì từ nãy giờ mình đã giới thiệu đến các bạn là cách sử dụng và cũng như là cái công dụng của cái đèn này. Thì giờ mình xin tổng kết lại cho các bạn là lý do tại sao là mình nên sử dụng cái đèn này nha. Cái điểm đầu tiên á là với cái nó hoàn toàn không sử dụng điện nên là bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí rất là lớn.
tiền điện hàng tháng là mình không cần tốn tiền điện hết, mình sử dụng là miễn phí luôn. Cái thứ hai nữa là cái thiết kế này nó rất là đẹp, mẫu mã thiết kế rất là đẹp, nhìn nó đơn, các bạn nhìn nó có một màu trắng, nhìn rất là đơn sơ và rất là nhìn rất là sang trọng nữa. Thì bạn có thể sử dụng ở trên treo trên ban công nè, rồi trước sân nhà hay trong phòng khách, phòng bếp gì cũng được, miễn sao mà khi bạn kết nối cái tấm pin này, kết nối cái đèn này với cái tấm pin, mà cái tấm pin này đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời thì các bạn có thể lắp đặt được hết. Cái điểm thứ ba của nó nữa là thời gian sáng của cái đèn này rất là lâu, nó từ tầm khoảng là từ 8 đến 12 tiếng, nó rất là lâu nên là các bạn có thể thoải mái sử dụng. Cái điểm thứ ba của đèn này á, là đèn này có một ánh sáng màu vàng á, thì nếu như mà mình sử dụng ở có những chỗ mà những cái trang trại chăn nuôi hay là những cái trang trại trái cây gì đó, thì hàng buổi tối thì lúc nào mình cũng phải thắp sáng đèn cho nó, thì thay vì mình sử dụng bóng đèn điện thì mình sử dụng đèn này thì nó rất là tiết kiệm, tại vì tiền điện hàng tháng của sử dụng những cái đó rất là tiết kiệm. Thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời thì nó sẽ giảm thiểu được tiền cho bạn rất là nhiều. Đèn này nó có khả năng chống nước và chống bụi bặm nên các bạn sẽ yên tâm, và độ bền của nó rất là cao. Thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm sửa chữa tại shop và 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng là 30 ngày. Nếu như mà đèn nó không sáng hay như thế nào đó, lỗi về nhà sản xuất thì bên mình sẽ đổi mới cho các bạn. Giá của cái đèn này